Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Người Đọc Chứng Khoán. Và tôi là Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện, đó là làm giá cổ phiếu qua một lời kể rất là hay, được mệnh danh là sói già của chứng khoán. Và bài viết này tôi lấy trên cái trang web đó là philly.vn. Mọi người có thể lên đây và tìm đọc nhé. Và tôi xin cảm ơn trang web philly.vn Tài Chính Cuộc Sống đã có một bài viết rất là hay về cái chủ đề này, một chủ đề mà rất ít người đề cập tới và nói đến. Và tôi xin cảm ơn cái người biên tập, đó là Kiên Cường, cũng như là thiết kế Chí Kiên và Tuấn Trần. Cảm ơn mọi người đã đóng góp ra một bài viết rất là hay. Và để không mất thời gian của mọi người, tôi và mọi người sẽ đôi ý trực tiếp tới các bài viết trong ngày hôm nay thôi. Sau nhiều lần ngỏ ý, cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi. Trong một buổi chiều sau kỳ lễ ngày 30 tháng 4, mục đích là để chia sẻ một chủ đề khá là nóng thời gian vừa qua, đó là làm giá trên thị trường chứng khoán. Tôi gọi anh là sói già chứng khoán không chỉ bởi vì anh là một nhà đầu tư với những ngày đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta, từng tham gia và thành lập một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư đang hoạt động rất là tốt trên thị trường Việt Nam chúng ta, mà còn bởi vì niềm đam mê dù như bất tận của anh về chứng khoán ở một người đàn ông đang cận kề tuổi 60. Và sau đây tôi xin đóng hai giai thoại ở trong cái podcast này. Đầu tiên đó là giai thoại của tôi với câu mở chuyện: chào anh, những ngày tháng chưa từng trong lịch sử trong thị trường Việt Nam chúng ta về những việc khám phá, phá ra các những lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan tới việc làm giá, lừa đảo trên thị trường chứng khoán. Được biết anh là một trong những nhà đầu tư kinh nghiệm hơn 22 năm trên thị trường chứng khoán và có nghiên cứu rất là kỹ về việc làm giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta từ những ngày bắt đầu. Thì anh có nhận xét gì về cái quá trình làm giá như vậy? Sói già chứng khoán cười mỉm và đáp: thị trường nào cũng có những cái tác động từ những cái việc lên thị trường chứng khoán, ngay cả thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy. Chúng ta không thể quên khi mà Covid mới bắt đầu, các quỹ đầu tư chứng khoán hầu như đều thua lỗ trầm trọng cả. Lúc đó Masayoshi Son của SoftBank đã mua liên tục cái số lượng cổ phiếu rất là lớn cho quyền chọn, sau đó mua một lượng khối lượng lớn cổ phiếu nhằm đẩy cái lệnh giá lên, hưởng lợi cho cái việc quyền chọn này. Đây cũng là một cách làm giá. Và chúng ta phải hiểu một điều đơn giản, trong một quá trình tác động vào giá cổ phiếu luôn luôn tồn tại trên tất cả thị trường luôn, thì chúng ta mục đích chung đó đem lại những lợi ích cho chúng ta cũng như là những người tham gia thị trường. Tôi ngỏ lời hỏi thêm: anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Sói già tiếp tục đáp: khoảng 20 năm về trước, khi thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất là sơ khai, chỉ vỏn vẹn tầm 2 đến 3 công ty mà thôi, có những cái nhóm làm giá chứng khoán đã rất là nhiều rồi. Các nhóm này thường chỉ cần có một lượng tiền có thể tác động vào giá cổ phiếu. Cách làm giá rất đơn giản, họ chỉ cần dùng những cái lượng tiền âm thầm mua vào một lượng cổ phiếu đủ lớn, thông thường là 50-55-60% lượng tiền. Sau đó dùng cái lượng tiền còn lại kết hợp với một số thông tin chính thống và đồn thổi khiến cho cái giá cổ phiếu được tăng lên gấp rưỡi, gấp ba lần, gấp đôi lần. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn có một số game nào đó nữa, trong một bối cảnh thị trường cực kỳ thuận lợi. Một số cẩn thận hơn và có chuyên môn hơn, họ điều chỉnh những cái đồ thị cổ phiếu thành những cái mô hình đẹp tuyệt vời, như là mô hình cấp tay cầm, mô hình 3C, mô hình hai đáy, vân vân. Và những cái đồ thị hứa hẹn cái việc tăng giá gấp đôi, gấp ba lần đã được xuất hiện. Và nhà đầu tư bên ngoài họ đã theo dõi cổ phiếu đó một thời gian và đã vững tâm rằng đây là một mã phiếu tốt, đã được sự kỳ vọng rất nhiều người, và ngay lập tức họ mua vào và bắt đầu tham gia vào cuộc chơi. Và khi cảm thấy rằng là đã gọi là cung gói được một lượng nhà đầu tư đủ nhiều, thì bắt đầu họ sẽ dùng những kỹ năng của họ xả hàng một cách dần dần đi. Các nhà đầu tư đôi khi cũng là các tổ chức, họ đều mua đỉnh là điều rất bình thường. Khi họ xả cổ phiếu ra và rút lượng tiền về, và lượng tiền quan tâm đến cổ phiếu bị sụt giảm, thì thông thường cổ phiếu đó sẽ bị sụt giảm mà thôi. Tôi tiếp tục thị một khuôn mặt ngơ ngác và hỏi sói già chứng khoán rằng là kỹ năng đó là gì, thưa ông?
Sói già vẫn tiếp tục mỉm cười và trả lời: có thể họ sẽ xả âm thầm, khéo léo trong vài tháng trời, hoặc là xả sốc theo kiểu nhồi lên nhét một số lượng lệ nàng rất là lớn. Cũng có thể họ sẽ xả ồ ạt ra từng ngày với những thông tin tốt. Trên thực tế, cái việc xả này thường thường sẽ được cảm nhận bằng cách là chúng ta nhìn vào bảng điện. Thời kỳ đầu, quy mô trường còn nhỏ, họ buộc phải trực tiếp tác động vào cung và cầu, tức họ sẽ mua bán cổ phiếu giữa các tài khoản hoặc là kích thích những sự quan tâm với thị trường. Một số cá nhân cẩu thả thì họ sẽ bị phát giác và họ sẽ dùng một số lượng cổ phiếu rất là lớn để trực tiếp mua và bán, để chèo lái cổ phiếu, chèo lái lượng cung và cầu giả đó, để thu hút những cái dòng tiền, thu hút những nhà đầu tư cá nhân khác nhảy vào, và có thể sẽ thu hút những cái nhà phân tích viên nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ tác động vào giá thôi như vậy thì cái mức phạt và mức răn đe không phải quá là lớn. Và ngoài ra, những cái nhà đầu tư này cũng chỉ bị phạt hoặc là thua lỗ nhẹ mà thôi nếu như thị trường không được thuận lợi. Tôi tiếp tục hỏi với sói già chứng khoán rằng là: làm giá cũng có thua lỗ ư? Có thật sự như vậy hay không? Sói già tiếp tục đáp: đúng vậy, vì họ sẽ có một số cái đối thủ lớn mạnh hơn rất là nhiều. Đó là những nhà đầu tư lớn trong doanh nghiệp, thậm chí sẽ là những cái hội đồng quản lý trong doanh nghiệp, hay là ban cán sự trong doanh nghiệp, hoặc là những người mà hiểu rõ về doanh nghiệp đó. Có thể họ sẽ công khai và âm thầm xả lượng cổ phiếu ra, khiến cho những con số nghiên cứu trong quá trình tiền làm giá sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, gần như sẽ không còn chính xác nữa. Vì cũng như là những nhà đầu tư thường, số tiền làm giá cũng là có một cái giới hạn nhất định mà thôi. Và khi con số cổ phiếu được sẵn sàng bán tăng giá lên, có thể cái quá trình làm giá sẽ bị thất bại và thua lỗ. Và một kẻ thù nữa đó chính là thị trường. Thị trường Việt Nam ta quy mô nhỏ, từng cổ phiếu có cái mức tương tác, có mức tác động với thị trường chung khá là lớn, và giá cổ phiếu có thể sẽ đi theo một cái xu hướng của thị trường cho dù chúng tốt đến mức nào đi nữa. Và chúng ta có thể gọi đó là một cái nhà làm giá ở hạng thứ 3. Tôi ngơ ngác hỏi: đã có hạng thứ 3 rồi, vậy liệu rằng có hạng thứ 2, và hạng thứ 1 và hạng cao cấp hơn nữa không ạ? Sói già chứng khoán tiếp tục đáp: ở một cấp độ nguy hiểm hơn, chính những thành viên, chính những cái hội đồng quản trị doanh nghiệp đó chính là những con sói dữ nhất của thị trường đấy. Vì họ là người hoàn toàn hiểu về doanh nghiệp đó, hoàn toàn hiểu về tương lai hiện tại của doanh nghiệp đó. Tất cả những người chơi chứng khoán lâu năm đều biết về những doanh nghiệp dạng kiểu như thế này. Một số doanh nghiệp thường xuyên có một cái mức tăng giảm lên xuống liên tục trong một năm, có thể là nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu họ không trực tiếp mua bán giữa các tài khoản, không tác động vào sổ sách thì rất khó để luận tội họ. Thông thường họ là những người chiến thắng, nhưng cũng có lúc họ là người thất bại. Nguyên nhân thất bại có thể là bởi thị trường chung quá là xấu. Một số trong hoàn cảnh cùng đường buộc phải có một nước cờ tàn, mua bán lòng vòng trong hệ sinh thái để nâng khống doanh thu lợi nhuận của họ lên. Một số công ty có một cái quy mô nhỏ, không có tiềm lực về game, tiềm lực về doanh nghiệp, thì buộc phải tác động thô bạo vào báo cáo tài chính của họ, làm cách nào đó để cái lợi nhuận của họ được tăng đột biến. Không chỉ thế, sau này cái việc biến tướng về việc làm giá còn đẩy lên nhiều hơn nữa, đó chính là bán công ty của họ luôn. Tự mua bán dựa trên những dự án tay trái và tay phải, hy sinh một chút cái lợi tiền mặt để đẩy doanh nghiệp lên, đẩy giá cổ phiếu lên trên trời, lên một mức thang mới, sau đó cầm cái cổ phiếu đó và có thể sẽ là bỏ hàng luôn. Cổ phiếu này thường áp dụng với một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần như là không thể giao dịch với cổ phiếu đó nữa. Ví dụ cho mọi người thấy luôn, đó là một cái công ty cổ phần A với 1 triệu cổ phiếu. Ông chủ tìm mọi cách để bỏ ra 10 tỷ lợi nhuận tiền thật với cái công ty A đó, và bằng cách là mua bán lòng vòng và hoàn toàn không thiệt hại đến ai cả. Và cuối cùng do nắm hoàn toàn công ty đó, ông chủ cứ thế mà mua tay trái và tay phải và đẩy giá cổ phiếu lên mức giá tầm 100.000 đồng trên một cổ phiếu, và mức P/E là 10, và hoàn toàn hợp lý đúng mọi người. Tuy nhiên, do công ty nhỏ và được gọi là công ty rác, thì dù đã khai khống lợi nhuận rất là nhiều, vẫn không ai chấp nhận mua vào cổ phiếu đó. Do đó, ông chủ phải tiếp tục tạo ra những lượng cung và cầu giả để tạo điều kiện lọt vào danh sách mà xin.
Vì thông thường các công ty chứng khoán hoặc là ngân hàng sẽ cho vay margin với khoảng tầm 50% giá thị trường. Như vậy, ông chỉ cần thu về khoảng 50 tỷ từ cái việc bỏ ra 10 tỷ ban đầu là được. Và lợi nhuận có thể kiếm được là từ 30 đến 40 tỷ. Và đây là nhà làm giá ở một mức độ cao cấp hơn rất là nhiều so với cái nhà làm giá ở hạng 3. Và cực kỳ nguy hiểm bởi vì họ hiểu rõ doanh nghiệp của họ, hiểu rõ về thị trường, hiểu rõ về quy mô của doanh nghiệp. Cho nên chúng tôi gọi đây là nhà làm giá hạng 2. Tôi vẫn chăm chú và lắng nghe nhìn chằm chằm vào sói già chứng khoán, tại vì là những kiến thức ông mang lại cực kỳ hữu ích. Và tôi tiếp tục hỏi ông rằng là còn những nhà làm giá loại 1 thì sao ạ? Thưa anh. Sói già cười lặng lẽ, đôi mắt lóe lên nét ưu tư. Trên thực tế, có những khe hở mà luật pháp chưa thể nào chạm tới được. Những kẻ sắc sảo, những kẻ trí tuệ rất là nhiều hơn những người bình thường, và họ tận dụng những việc này để kiếm lợi nhuận trên những nỗi đau của đồng loại, nỗi đau của những người khác. Những kẻ làm giá loại 1 thông thường là một đội nhóm, và đó là những kẻ mà có một cái lượng tiền cực kỳ lớn, hoàn toàn tác động vào V30 được, chứ không phải chỉ một vài cổ phiếu. Họ cực kỳ trí tuệ về bản lĩnh của họ, không cần phải tồn tại trong một doanh nghiệp nữa, mà họ hoàn toàn dựa vào cái mức chênh lệch đồng bẩy giữa hai thị trường, đó là thị trường cơ sở và thị trường phái sinh, hoặc thị trường quyền chọn nữa nhé. Và ở một phía cạnh nào đó thì cái độ nguy hiểm của họ phải lên tới một mức độ cực kỳ nguy hiểm rồi, hơn mức độ của nhà làm giá hạng 2 rất là nhiều, vì họ không tác động vào doanh nghiệp riêng lẻ mà họ tác động lên cả một thị trường và một quá trình thiện diễn ra liên tục hàng ngày luôn, và cho tính đồng bẩy ở một mức độ rất là cao ở chế độ phái sinh. Và nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bị thiệt hại rất là nhiều và cực kỳ nhiều, thậm chí là thua lỗ tận 100% chỉ trong một ngày là điều bình thường ở phái sinh. Tôi ngỡ ngàng và hỏi, mức chênh lệch đồng bẩy giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh như thế nào vậy ạ? Anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Sói gà chứng khoán tiếp tục trả lời. Thí dụ thị trường phái sinh và thị trường VN30 đang ở cùng một mức, đó là mức 1.400 điểm. Nếu có thể dùng 2.000 tỷ trong phiên ADC để đẩy tất cả những cổ phiếu trong VN30 lên ở một mức giá trần, thì chỉ số VN30 tăng lên tầm khoảng 1.500 điểm, tức tăng gấp 100 điểm so với ban đầu ở đầu phiên ATC. Tương tự điểm phái sinh cũng lên tầm khoảng 100 điểm. Tuy nhiên do tính đồng bẩy cao ở một thị trường phái sinh thì một hợp đồng xoay quanh khoảng 25 triệu. Thì khi phái sinh tăng 100 điểm thì mỗi hợp đồng lời khoảng 40%. Như vậy nếu ta bỏ ra 2.000 tỷ để mua bên phái sinh thì cuối phiên phái sinh sẽ mang ta một khoản lợi nhuận tầm khoảng 800 tỷ. So với mức sinh lời tầm 7% của 2.000 tỷ là tầm 140 tỷ đồng dùng để mua bên chứng khoán cơ sở, thì cái mức này tăng rất là nhiều so với 140 tỷ, đúng mọi người? Đặc biệt ở một cái thị trường như là một số cái công ty chứng khoán hiện tại đang cho vay thêm gấp 4 lần ở mạng phái sinh nữa, thì cái đồng bẩy sẽ lên mức giá cao cực kỳ. Và nếu như sử dụng đồng bẩy đó thì mức sinh lời sẽ lên tới tầm 3.200 tỷ chỉ với 2.000 tỷ bỏ ra để đầu tư phái sinh. Và đặc biệt ở các ngày thứ 5 của cái tuần thứ 3 thì thị trường ta có gọi là thị trường đa hợp phái sinh, thì ở các hợp đồng phái sinh sẽ tự động gọi là đóng vị thế ở tất cả các vị thế ở cái ngày đó và sẽ bằng với số điểm của V30. Thì cái việc này là một cái việc khả năng làm giá càng ngày càng rõ ràng hơn nữa ở trong cái ngày như vậy. Tuy nhiên những ai chơi chứng khoán đều có thể thấy rõ những cái điều này diễn ra ở mỗi ngày. Tất cả thị trường đều như vậy cả. Và thị trường không chỉ có những thông tin gì diễn ra mà chỉ cần một vài việc kéo lên kéo xuống liên tục từ 15 đến 20 điểm chỉ trong vòng vài phút là ta thấy được là cái sự làm giá rồi. Và điều này không dễ gì để chúng ta phải khó khăn đi mày mò cả, chứ mở bằng điện em thấy rõ ràng. Tôi bất ngờ và trả lời, vâng, với những khoản chênh lệch khủng khiếp như vậy, rõ ràng đây là một mảng tối kinh hoàng của thị trường với một quy mô làm giá cực kỳ khủng khiếp, và nó còn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã khám phá ra trước đó. Với một nhà đầu tư lâu năm và nghiên cứu khá là sâu, khá là sát với thị trường, anh có một cái tư vấn gì đó và cần thiết đến gửi đến cho cơ quan quản lý để ngăn chặn những quá trình này hay không? Sói già xin đáp, chúng ta phải thông cảm với một phần của cơ quan nhà nước, vì ngăn chặn cái việc làm giá này cực kỳ tuyệt đối khó khăn ở một cái thị trường nhỏ với những cái việc lòng tham thông tin nội bộ, giao dịch nội gián
và cá lớn lúc cá bé, và mãi mãi với những thứ này sẽ tồn tại và rất khó bị che lấp đi ở cái mạng tối của con người. Nhưng ở những cái vụ việc lớn mà cơ quan điều tra mới được phát hiện gần đây thì tôi cho rằng là cơ quan giám sát đã không thực hiện tốt những vấn đề này, vì chúng ta diễn ra cảm thấy là những cái vụ việc này diễn ra hàng ngày và diễn ra rất là nhiều trong vài năm qua nữa, và cường độ càng ngày càng lớn dần lên, và những cái nhà đầu tư cá nhân tinh ý hoàn toàn thấy được những điều này, nhưng những cái cơ quan giám sát thì chậm trễ rất là nhiều, phải mất khoảng thời gian rất là lâu có thể tìm ra được và răn đe được. Và trên thực tế các nhà làm giá loại 1 và loại 2 thì luôn luôn có những cái điểm yếu, và họ không thể nào che giấu được những điểm yếu của họ. Đó là khi họ cần phải sử dụng một lượng tài khoản rất là lớn, hoặc là sử dụng một hoặc hai tài khoản nhưng giao dịch với một cường độ rất là lớn. Với những cái nhà đầu tư mà giao dịch bị phát sinh thì họ cần phải có những sự truy vết tài khoản liên tục để việc mà mua đẩy thị trường hoặc là mua đè thị trường V30 liên tục như vậy bởi những lệnh AC bất thường nhé. Và chúng ta có thể đẩy nhanh cái việc gọi là việc phát hiện những cái dấu hiệu này bằng cách là chúng ta cần phải kết hợp chung với những cái cá nhân, hoặc là kết hợp chung tìm một cái kênh nào đó để giao tiếp trực tiếp đến với những cái nhà đầu tư cá nhân, hoặc là hãy sử dụng những cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta xử lý một cách nhanh nhất có thể. Song song đó hãy gia tăng những cái quá trình xử phạt lên những cái mức cao hơn và xử phạt mạnh hơn nữa để răn đe và cướp hết những cái lợi nhuận họ kiếm được, và gấp 3, gấp 4 lần lợi nhuận đó, thì khi đó họ sẽ cân nhắc cho việc là có lên mà hội ứng cho cái việc là đánh rẻ và bán rẻ cái giá trị của thị trường hay không. Trên thực tế, sự nguy hại của giới làm giá cho nhà đầu tư cá nhân còn nguy hiểm và tồi tệ hơn rất là nhiều so với những con số chúng ta thấy. Vì thứ mà sụp đổ đó là niềm tin, và sẽ chẳng ai thống kê được trong vòng 20 năm qua bao nhiêu người đã tan gia bại sản, bao nhiêu người đã bỏ thị trường chứng khoán và không quay lại nữa. Tôi tiếp tục hỏi, với một cái tư cách là một nhà đầu tư lâu năm, anh có một cái lời khuyên như thế nào đối với nhà đầu tư mới vào thị trường hay không? Sói già mỉm cười và đáp: hạn chế đầu tư theo đám đông và tin đồn. Chẳng bao giờ có một nhà đầu tư nhỏ lẻ nào mà nhận được một thông tin mật đâu. Đấy chỉ là những cái sự khuyển hoặc là một cái sự đội nhóm nào đó đã tiếp thị cho anh chị mà thôi. Và dựa vào một số cái broker không có lương tâm nghề nghiệp để đẩy thông tin đó nữa. Không đầu tư vào những cái sản phẩm có tính đòn bẩy cao, đầu cơ cao, hoặc là có cái tính vay mượn cao như là phái sinh hay là chứng quyền, hoặc là hạn chế vay mượn hay vay mượn margin. Nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett có những cái giai đoạn đó là có thể phá sản từ 2-3 lần trong cuộc đời của ông. Nếu như ông chỉ vay mượn tỷ lệ 5 năm trong suốt cuộc đời của ông thì chắc chắn ông sẽ phá sản rất là nhiều. Và hãy luôn bám sát vào nội tại doanh nghiệp, chắc chắn rằng chúng ta hãy nghiên cứu nội tại doanh nghiệp thật là rõ, và đừng lên quá tập trung vào những đồ thị. Hãy tìm cái đồ thị đó và nghiên cứu đồ thị đó cho những điểm mua mà thôi, hoặc là cái điểm mua thêm, hoặc là điểm ra hàng mà thôi, đừng phải phụ thuộc vào nó quá là nhiều. Hãy luôn luôn nắm giữ một số cái doanh nghiệp mà có ban lãnh đạo nắm giữ cổ phần của họ rất là nhiều và có kết quả kinh doanh luôn luôn sáng sủa trong tương lai và luôn luôn được kiểm chứng thật là rõ ràng. Và còn những tin đồn và đám đông thì nên hạn chế. Chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà bạn có thật sự hiểu biết về nó theo quy mô đó là tháng hoặc là năm. Còn với những cái nhà làm giá hay trường chứng khoán thì anh có điều gì muốn nói với họ hay không? Sói già chứng khoán đáp: hãy tin vào nhân quả. Hãy kiểm chứng bằng cái việc là hãy nhìn nhận vào những tay cờ bạc, tay chơi bịp, thì bao nhiêu thời gian trôi qua thì kết thúc vẫn là một cái kết thúc không có hậu cho họ. Dù đó là một thần bài nữa, gieo gì thì gặt ấy. Hôm nay thì rất có thể sẽ trả cho ngày mai hoặc là một khoảng thời gian nào khác. Những người có thể làm giá thị trường chứng khoán đều có tiền và rất nhiều tiền, đa phần là đều có trí tuệ nữa. Chúng ta đang ở một cái khoảng khắc hoặc là một cái thời điểm mạnh mẽ và chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Với những cơ hội lớn như thế này thì nếu bạn là một người xuất sắc thì hãy dùng những cái lợi thế của mình để sống còn bằng những cái lương tri lương thiện của mình và cống hiến, và ngược lại hãy xây dựng cho xã hội ta một cách tốt nhất. Đừng cố gắng dùng cái khôn của mình và để luồn lách thị trường và tìm ra những sơ hở và để đè những người còn lại xuống. Vâng, xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin thực sự rất quý báu. Và chúc anh và gia đình luôn luôn sức khỏe và bình an và hạnh phúc. Chiều tà những ánh nắng đổ xuống với một dáng người mảnh khảnh của một con sói già đã dùng nửa cuộc đời mình để chinh chiến chê chuồng tài chính. Tôi vẫn thấy đôi mắt an nhiên và tự tại của kẻ đã bước ra ngoài lứa tuổi. Lứa tuổi đó được gọi là ngũ thập chi thiên mệnh từ lâu. Đôi lúc vẫn ánh lên một cái nét tha thiết với thế cục. Và tôi cũng nhớ mãi giọng đọc trầm của anh trong bài thơ Sao lại thế em ơi. Và ông đọc cho tôi như một món quà chia tay. Và tôi xin phép đọc lại cho quý khán giả được nghe nhé. Sao lại thế em ơi? Mắt em ngời trí tuệ, một đời chinh chiến thế, sao lại mãi lọc lừa? Cuộc đời còn quá ngắn, kiếp người vốn phù du, bao nhiêu năm nữa khói, đời em sẽ còn gì? Ta thương em khờ dại, chưa biết cắn ngón tay, vào thân mình đau nhói, ta thương em khờ dại, mắt chưa biết nhắm hờ, trước ngọt ngào cơ hội, sao không dùng trí tuệ để chiếm đất công thành, để kẻ thù khiếp sợ, dẫu có chút gian nao, dẫu sảy tay thất thế, dẫu đầu rơi máu chảy, thì sau lưng em vẫn còn cả vạn người thương. Em còn cả vạn người thương. Máu đỏ quên tính người, nhân loại như con cờ, gieo nhân sẽ gặp quả, em học chưa em ơi? Em ơi em nhà quê, mà sao không chân chất, đồng đội em giết gần, đời em sẽ còn ai? Sao không học cách đứng, thẳng lưng để làm người, về lại học em ơi, em ơi. Và bài podcast Người Đò xin dừng lại ở đây. Và một lần nữa, Người Đò xin nghiêng đầu cảm ơn Philly.vn, cũng như cảm ơn Kiên Cường và đội thiết kế, đó là Chí Kiên cũng như là Tuấn Trần, đã có một bài viết rất hay. Và xin chào mọi người. Và nếu mọi người muốn Người Đò ra tiếp tục những bài podcast hay như thế này, thì mọi người hãy nhấn nút thích video, nhấn nút follow, nhấn nút đăng ký nha mọi người. Xin chào mọi người nhé.